Xin chào mọi người. Hôm nay có một vị khách rất là đặc biệt để về thăm vườn lan Nùng Hồng. Nên đây là những vị khách của nước ngoài và cũng đã đến Việt Nam và cũng thích là cái mô hình rất là trù phú của Việt Nam. Đây là anh Đặng Ngọc Khiến, anh đã có chuẩn bị hướng tới phát triển ngành nông nghiệp đưa sang nước ngoài. Xin chào các bà con, đây là những vị khách từ nước ngoài mà ta đến Việt Nam, người ta cũng thấy cảm thấy những cái mà rất là đấy. Đây là người nước ngoài mà người ta rất thích cái đẹp đấy các bác. Đấy là người Hàn Quốc. Xin chào bà Nương ở Vân Anh mà. Ông Nghịn giới thiệu về những các cái đấy cho, đây là những người bạn ở nước ngoài Hàn Quốc, trước đây anh em cùng ở bên đấy, người ta cũng có về chơi thăm và cũng đang có những cái đẹp và người ta xin chào tất cả 15 bác đang xem, gần 20 bác đang xem. Đấy là những vị khách mà từ nước ngoài cũng đã thường đến bước chân đến Việt Nam và cũng rất thích những cái đẹp về phong phú, những có những về. Đây là, vâng, đẹp quá chú Bình nhỉ. Đây là những người anh em Hàn Quốc, những danh nhân thành công, người ta đang đầu tư tại Việt Nam mình, đang cùng làm kinh tế tại Việt Nam mình, cho nên là người ta về tham quan vườn cũng như là một cái nguồn động viên của những nhưng cái này là gọi bằng, mình vẫn gọi bằng kiếm thôi chứ làm sao mà mình, nhưng mà kiếm mình có biết là gọi mà. Đây là một phiên dịch nổi tiếng của anh em ở trong vườn lan đấy. Giang Nan, Hàn Quốc Maro, Giang Nan. À rất sợ. Đây là những hướng dẫn viên tự anh em học được và cũng tự có được tiếng Hàn Quốc, đã tiếp đón những người Hàn Quốc để đến những tham quan những mô hình nông nghiệp và có như sẽ lan tỏa được cái đẹp đến cho nước ngoài để cho mọi người, người ta cũng có một cái. Đấy các bạn thấy. Đây là, xin chào 20 bác đang xem. Đây là sân gôn đó. Đây là những người, người ta doanh nhân, doanh nghiệp ở bên Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam mình.
cũng về thăm vườn và cũng thấy cây vẽ đẹp của đây, chìa khóa đây. Đấy, mời các bác lên cùng trên cùng. Cảm ơn Vũ Nguyễn nha, cảm ơn Nguyễn Vũ. Và đây là anh em cùng trong những cái mà lâu nay không lên cùng quay video cho mọi người xem được. Thì hôm nay cũng vườn lan Hùng Hồng thì có một vị khách, một vài vị khách nước ngoài đến từ Hàn Quốc. Cũng đang muốn thăm mô hình và cái này mang đến triển lãm ra các nước để có thể là cái đẹp. Hàn có tốt yếc, yếc là yếc xa chân. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người sẽ lan tỏa và chia sẻ những cái live stream của được từ Vân Lan sẽ đón tiếp những người khách từ nước ngoài về để thăm tại vườn. Nobisa. Nobisa sao chẳng đi mà. Chicken mana 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 mana. Chú Thịnh nói tiếng Hàn giỏi hơn có đây có mấy anh em lâu rồi về cũng không nói được, có mình cũng hín là đang nói tầm tạm thôi. Một thẻ tiếng Hàn cũng màn một thẻ. À, thế là người nước ngoài người ta thấy đẹp mà người ta cũng đang lấy, đang nói trước năm trước mua cái này rất là đắt, người ta hỏi là bây giờ có đắt không, thì anh em đang trả lời là bây giờ thị trường nó không đắt được vì là do cái giá cả của thị trường, nhưng người ta hỏi là có nhiều không thì không phải là do nhiều mà đấy là do thị trường nó không ổn định. Đấy là cái mô hình mà nhiều khi cái đẹp thì ta chỉ để ta có thể là nhiều cái trong những công việc thì đúng là rất là bận rộn, cho nên là nhà vườn cũng không có thời gian nhiều để quay được cho mọi người xem. Thì đúng là cũng là hôm nay lên có bạn ở nước ngoài người ta đến Việt Nam làm việc, thì trước đây anh em cũng toàn là những người đi lao động Hàn Quốc về, nên đến bây giờ thì cậu có thể trung
Cái này anh em đang giới thiệu về cái sản phẩm để có thể được quảng bá, và nếu được nước ngoài người ta đam mê và có thể lan tỏa được nhiều hơn để em được những cái lợi nhuận để mà xuất khẩu sang được nước ngoài thì đó là một cái tuyệt vời cho cái những cái hướng đi của ngành lan. Nhưng nếu như được như thế thì phải được Bộ Nông nghiệp phát triển và được nhà nước công nhận nữa, những các cái sản phẩm là ngành nông nghiệp của những các vâng, chào bạn Thịnh Bảo và chào tất cả 24 bác đang xem, 25 bác đang xem, các bác xem, các bác chia sẻ cho nó được rộng rãi. Đấy là một người vâng, chào em Vũ Hạnh nha. Đây hôm nay vườn có anh chị em ở nước ngoài người ta đến cùng Hàn Quốc để tham quan mô hình của Việt Nam và cũng đang lan tỏa được để giới thiệu qua những các cái truyền thông để có thể mang cái hình ảnh đẹp để mang về nước bạn, rồi có thể là mang một cái niềm tin đến cho những anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Thì đây là những người giám đốc của công ty ngày trước anh em khi còn đang ở bên Hàn, và cũng vâng, chào anh Hồ Chính và chào 27 bác đang xem. Các bác xem cho một cái vâng, cảm ơn chú Phú nha, và cảm ơn tất cả anh chị em. Các bạn xem thì đầu tháng vườn lan Hồng xin chúc các anh chị em có nhiều sức khỏe, có hạnh phúc bên gia đình và người thân, và một tháng luôn hồng phát ạ. Và chúc cho các bạn lan tỏa được, các bạn giúp cho vườn lan một nút like để chia sẻ, để nhiệt tình có những cái động lực để có thêm được những cái mà mang một cái ý nghĩa. Đây là một cái, đấy là những người những đây là cũng những doanh nhân thành nghiệp thành đạt ở nước ngoài, người ta sang đầu tư tăng Hàn Quốc bây giờ mà làm nó sửa hoa lá nhiều tiền lắm. Giờ đó. Nhà nước bảo trợ. Bang y đất kê tôn cho mà ai xây đó. Đấy là người ta bảo nếu như Hàn Quốc mà làm một cái nhà kín như thế này thì nhà nước người ta hỗ trợ cho nhiều lắm, bởi vì là một cái mà mang lại những cái đẹp và cái nền kinh tế và cái thông để cứ để kệ đó thôi. Là người ta bảo là nếu như đúng ở bên Hàn Quốc mà làm được như thế này là người ta hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ rất là nhiều tiền, bởi vì làm một cái không khí trong lành để mang một cái đẹp. Thế nên đấy là xe đang để ngoài ông Hiển. Đây thì cũng đoàn hôm nay về và cũng rất là nhiệt tình, mà đây là hai ông bà có một người ta cũng là một doanh nhân đã thành công và đang sang đang đầu tư vào nhiều khách sạn ở Đà Nẵng và Hà Nội. Ông Yến này, ông lấy cái chìa khóa, ông mở cửa cho ông bà. À, chìa khóa nữa chú mở cho. Đây là những không gian bên ngoài. Đây, cứ đi ra đây này. Ờ, chú mua. Ăn gì, ông Yến này tạo. Tạo đó. Tạo đây rồi. Thật đấy chứ. Đây là những không gian ở bên ngoài của không gian mà người ta đến, người ta thấy rất là cái sự mời mọi người ta vào đây mời nước không Yến? À, chip cá chốc ạ.
Tôn hộp xoay ô. Chứ ca tôn sa chăng nim y rớt kê. Không, tức là đem lên can đô thôi mà người ta lên can đô cho nhìn cái sang trọng. Không nói tí tí thôi chú, lâu ngày rồi không nói. Không trong đi đâu. Không đi đâu. Không. Không biết đâu nhưng mà quần áo với các thứ đi đâu còn ra tôi ngồi chứ mà. Ngại lắm, không ngại cái chuyện gạo ông đúng chả mấy khi đi cho anh vui tình gặp. Không. Trước đấy nữa ông cũng tử tế để ăn quần bãi. Theo như tôi lên cano đi là lên cano lên trên thành phố này. Lên đấy thì nó nhìn nó mới đủ đẳng cấp cái việc của người ta mới tiếp khách người ta. Đi. Tôi tắt đi rồi về mặc quần áo, tắm rửa đi, tôi còn chưa tắm nữa, về tôi. Đi. Tôi còn chưa cho nữa ăn đây này rồi còn nước lung tung nữa. Thì chờ cho ăn mấy khi cho ăn đi. Tí nữa đi chứ đâu. Biết rồi nhưng mà để để tôi mà kịp được thì tôi đi. Ôi trời ơi mưa. Để ô cho người ta lại không, đấy ô cho người ta. Mưa. Mưa. Lấy ô cho người ta thật chứ. Tôi cũng đúng rồi bác Hoàn ạ. Em hôm nay Vườn Lan cũng vừa tiếp đón một các vị khách có từ Hàn Quốc đã đến và về thăm tại Vườn Lan Hùng Hồng, cũng đã có rất nhiều cái ý tưởng và ấn tượng, và người ta cũng có nói là để mà làm được một cái như thế này cũng rất là cái vấn đề, và nếu như đúng nhà nước của Hàn Quốc thì người ta hỗ trợ rất là nhiều về kinh phí. Thôi cứ nữa đi, về kịp thì tôi đi, mà không thì nữa đi rồi. Rồi thôi tạm biệt đi, để xin lấy đóng cửa. Thôi em cũng xin được phép xuống live vì em lại phải đi tiếp khách. Vì chào chú Nguyễn Thịnh nha, và chào 30 bác đang xem. Thì một cái ý tưởng mà em cũng đã lan tỏa được sang nước ngoài, để đấy là những cái mà người ta đem về về nước người ta, để cũng có thể là mang một cái hình ảnh đẹp từ những cây lan có giá trị, và đến bây giờ không giá trị thì nó nằm ở những cái mà lúc nào cũng mà một người đam mê nhiệt huyết và lan tỏa được nhiều hơn. Thì kính chúc cho tất cả anh chị em đầu tháng có nhiều sức khỏe và nhiều niềm may mắn bên gia đình và người thân. Thì Vườn Lan Hùng Hồng cũng xin xuống live và đi tiếp các đoàn khách ở Hàn Quốc để được giao lưu với người ta, và cũng có thể là mình cũng có thể quảng cáo được thêm những cái nét đẹp của cái nền hoa cây cảnh của Việt Nam mình. Tôi mong xin kính chúc tất cả một lần nữa cho anh chị em yêu hoa lan luôn có nhiều sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc bên người thân gia đình và luôn hồng phát ạ. Tôi xin kết thúc buổi livestream hôm nay ạ.